Xin chào quý vị và các bạn, xin giới thiệu các bạn, tôi là Luân đến từ phòng quan sát của công ty cổ phần kiến trúc Kitato. Hôm nay đồng hành cùng với tôi có anh Hóa. Hiện tại hai anh em chúng tôi đang lên nhà anh Long ở Hoài Đức, Hà Nội để khảo sát và tư vấn thiết kế cho anh một ngôi nhà. Thì hiện tại công ty cổ phần kiến trúc Kitato của chúng tôi là công ty thiết kế và thi công trọn gói trên 63 tỉnh thành. Nên quý vị và các bạn đang có nhu cầu hay muốn tìm hiểu về thiết kế nhà thì hãy gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại bên dưới. Chúng tôi sẽ gọi điện để tư vấn cho các bạn một ngôi nhà mà theo đúng ý tưởng của các bạn nhé. Thì bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng theo chân anh em chúng tôi và nhà gia chủ để cùng với chúng tôi khảo sát thiết kế cho anh một ngôi nhà. Vâng, và trong đây là khuôn viên hiện trạng khu đất nhà anh Long tại khu vực Đông Anh, Hà Nội. Ở đây anh dự kiến xây dựng một ngôi biệt thự 2 tầng với hướng chính có thể là hướng đông nam, có thể là hướng đông bắc, nhưng mà sẽ là hai mặt tiền ở đây và phía bên này để lại 3 đến 3,5 mét. Ở cấp điện, cấp nước là khu vực phía đằng cấp điện là khu vực sau, cấp nước khu vực phía đằng sau này luôn và thoát thì thoát phía sau luôn. Đấy, đây là khu vực vị trí xây nhà. Và mời mọi người cùng xem cái video khảo sát flycam từ trên cao và cái bản vẽ mà chúng tôi làm cho anh ở đây nhé.